Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về phần Smart Hot Open Delay. Đây là phần thuộc SMTP protocol. Thì mình sẽ chia cái phần này qua là 4 bước. Bước đầu tiên là về exchange 1, tạo mail bot cho exchange 2. Bước thứ 2 là dùng account để gửi mail. Bước thứ 3 là mở chức năng relay trên exchange 1. Bước thứ tư là cấu hình trên 2, đẩy mail qua trên 1. Các bạn vui lòng nhìn mình thao tác để các bạn thao tác và thực hiện lại cho đúng. Trong quá trình thao tác và thực hiện, nếu có sai sót gì thì các bạn vui lòng bỏ qua. Nếu như là các bạn gặp vấn đề nào đó trong quá trình thao tác, như là thao tác sai hoặc là vân vân, thì các bạn vui lòng xem lại video của mình để các bạn thao tác và thực hiện lại cho đúng. Trên video của mình thì đối với những video về quản trị mạng thì mình có những cái hướng dẫn rất là cụ thể từng cái thao tác một trên từng video, cho nên các bạn có thể dựa vào đây thao tác lại và thực hiện lại cho đúng. Rồi đầu tiên là các bạn vào phần bước một là trên một tạo mailbox cho trên hai. Mình có làm những cái hướng dẫn cụ thể theo từng thao tác của mình. Các bạn vui lòng là nhìn mình thao tác để các bạn thao tác và thực hiện cho đúng. Bước 2, dùng account gửi Gmail.
Bước 3. Mở chức năng Relay trên Channel 1. Bước 4. Cấu hình Exchange 2, đẩy mail qua Exchange 1. Mình đã hướng dẫn xong về phần Smart Hot Open Delay thuộc SMTP protocol. Mong rằng là các bạn sẽ có thêm những cái lựa chọn cũng giống như là quả mà các bạn mong muốn về việc tạo lập những cái tính năng trên Exchange. Thì đây là một trong những cái phần thuộc Exchange. Nó nằm trong phần SMTP protocol. Chúc các bạn may mắn và thực hiện tốt về phần này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.